Chào mừng anh chị đến với kênh Kỹ năng Tin học Văn phòng. Đến với bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm tính năng nâng cao của Pivot Table là chèn công thức tính toán với chức năng Add Field và Add Item nhé. Mình cùng xem xét bảng dữ liệu ở đây nhé. Mình có thông tin các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Mekong. Mỗi khu vực có nhiều cửa hàng khác nhau, cùng với tên các khóa học và số lượng nhân viên hoàn thành và chưa hoàn thành các khóa học như ở đây. Các khóa học thì lại được chia làm hai loại là khóa học về kỹ năng bao gồm kỹ năng vượt qua phản đối, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý đội nhóm, và loại khóa học về kiến thức bao gồm kiến thức hàng tiêu dùng và kiến thức hàng thực phẩm. Công việc của mình là cần tổng hợp tình trạng hoàn thành đào tạo các khóa học để báo cáo cho sếp. Thì ngoài cách tạo ra bảng tổng hợp thông tin bằng các hàm như sum if, cao if, thì hôm nay chúng ta sẽ xem cách làm bằng Pivot nhé. Trước hết, mình cần tạo ra bảng Pivot mới. Chọn hết bảng dữ liệu, vào Insert chọn Pivot Table. Ok, đầu tiên chúng ta kéo thẻ khu vực thả vào ô row. Tiếp tục là thẻ khóa học. Mình không kéo thẻ cửa hàng vào nha mọi người. Do mình đang cần tổng hợp số lượng nhân viên theo khu vực nên không cần thẻ cửa hàng. Tiếp tục là mình kéo thẻ hoàn thành và chưa hoàn thành vào ô value. Giờ là mình đã có bảng Pivot cơ bản rồi đây. Mặc định thì Pivot khi được tạo sẽ ra dạng thế này. Mỗi thẻ trong cùng một ô row sẽ được đặt chung cột thế này. Mình có thể tách rời cột ra cho dễ xem bằng cách vào menu Design ở bên này. Chọn mục Report Layout, chọn mục Show in Tabular Form ở đây. Lúc này, cột khu vực và cột khóa học đã được tách riêng ra, nhìn cho dễ hơn nha. Mình thấy là cái dòng tính tổng của mỗi khu vực này hơi dư thừa và không cần thiết, nên mình ẩn đi nhé. Chọn chuột phải vào ô Mekong Total ở đây. Bỏ trọng sub Total khu vực đi cho bảng dữ liệu của mình gọn hơn. Đến đây, mình sẽ cần nhóm các khóa học kỹ năng lại với nhau và kiến thức với nhau. Mọi người vào thẻ Pivot Table Analyze bên này, tìm đến chức năng Field Item and Set này giúp mình nhé. Sau đó, chọn mục Calculated Item. Tại mục name này, giờ mình cần tính tổng theo các khóa học là kiến thức, thì mình nhập tên biến vô đây là đào tạo về kiến thức. Thì cái biến này sẽ bằng khóa học kiến thức hàng thực phẩm cộng với kiến thức hàng tiêu dùng, đúng không nào? Mọi người nhập công thức vào ô formula ở đây nhé. Lít đúp chuột vào mục kiến thức hàng thực phẩm, xong cộng với kiến thức hàng tiêu dùng. Rồi ok, mọi người có thể thấy là một biến mới đào tạo về kiến thức đã xuất hiện ở đây. Và nó đúng bằng số lượng của kiến thức hàng thực phẩm là 3 cộng với kiến thức hàng tiêu dùng là 5, tổng là 8 nè. Giờ mình làm lần nữa cho các khóa học về kỹ năng nhé. Mình cũng vào chức năng Field Item and Set, chọn mục Calculated Item. Lần này đặt tên là đào tạo về kỹ năng. Xong, mình cộng 3 khóa học về kỹ năng này lại với nhau. Sau đó, ok, vậy là một item mới về đào tạo kỹ năng đã xuất hiện. Để gọn gàng hơn thì mình chỉ cần filter lọc lấy 2 item mới thêm vào là được rồi nè. Vậy là mình đã thêm được 2 item để tổng hợp số lượng học viên hoàn thành các khóa đào tạo ở các khu vực rồi đây. Này là mình hướng dẫn mọi người nên hơi chậm xíu, chứ thực tế làm chắc mất chưa tới 2 phút đâu, nhanh hơn biết hàm rất nhiều luôn. Tiếp theo là mình đã có số lượng học viên hoàn thành khóa học, số lượng học viên chưa hoàn thành khóa học, thì mình sẽ tính tiếp là với số lượng này thì có nghĩa là mình đã hoàn thành đào tạo được bao nhiêu phần trăm học viên rồi. Thì công thức tính phần trăm hoàn thành là mình lấy số lượng người đã hoàn thành khóa học chia cho tổng của cả số lượng đã hoàn thành và số lượng chưa hoàn thành khóa học luôn nha mọi người. Để làm được thì mình lại tiếp tục vào chức năng Field Item and Set này giúp mình nhé. Chọn mục Calculated Field. Chức năng này sẽ thêm một cột mới vào Pivot nhé. Mình đặt tên cột này là tỷ lệ hoàn thành. Tại ô công thức, mình thêm thẻ hoàn thành vào, xong chia, mở ngoặc, chọn mục hoàn thành, rồi cộng với chưa hoàn thành, đóng ngoặc, ok. Đây, mình đã có thêm cột tỷ lệ hoàn thành rồi nè mọi người. Chọn chuột phải, chọn format number, định dạng cho cột này là phần trăm, lấy hai số sau dấu phẩy nha. Xong, ok. Mình thấy là ở khu vực Mekong này, có 8 nhân viên hoàn thành trên tổng số 24 nhân viên. Thì 8 chia 24 là 1 phần 3 là 33% nè mọi người. Rồi, giờ thì mọi người chỉ cần lưu file và gửi báo cáo đi, hoặc copy và đưa vào slide PowerPoint để làm báo cáo là xịn liền luôn nha. À, thêm một ý nữa nha. Nếu mọi người muốn bỏ các item hoặc field đã thêm thì mình có thể vào chức năng Sort Order. Danh sách các công thức mình đã cài đặt được liệt kê ở đây. Mọi người muốn xóa cái nào thì xóa cái đó nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài hôm nay rồi đó mọi người. Trong bài này, mình đã hướng dẫn anh chị và các bạn cách chèn công thức tính toán vào Pivot Table bằng cách thêm item và field rồi nè. Mình sẽ để file dữ liệu ở phần mô tả. Anh chị có thể tải file về để thực hành cho nhuần nhuyễn nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.